Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ bốc thăm trúng thưởng tháng 5 năm 2021. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã đặt hàng và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng tháng 5 năm 2021. Đây là mã số bốc thăm trúng thưởng của các bạn. Đây là hộp bốc thăm trúng thưởng và đây là hai miếng bìa cắt tông nhỏ phía dưới đáy hộp. Mình đã cắt ra để đảm bảo cho tất cả các mã số bốc thăm của các bạn không bị vướng vào phía dưới của đáy hộp. Ở đây là hộp bốc thăm trúng thưởng. Bên trong hộp là hộp trống cho các bạn. Mình sẽ để hai miếng bìa cạc tông phía dưới đáy hộp ra. Và trước khi bốc thăm trúng thưởng, mình sẽ mở tất cả các mã số bốc thăm của các bạn. Việc này sẽ tốn nhiều thời gian nhưng mình nghĩ là sẽ rất cần thiết để đảm bảo tất cả các mã số của các bạn đều có ở đây. Mã số đầu tiên 21417. Mình bỏ vào hộp bốc thăm trúng thưởng. Hai 1423. Hai 1432. Hai 1458. Hai 1414. Hai 1411. Hai 1418. Hai 1424. Hai 1431. Hai 1404. Hai 1426. Hai 1430. Hai 1409. Hai 1457. Hai 1445. Hai 1416. Hai 1451. Hai 1437. Hai 1446. Hai 1453. Hai 1452. Hai 1406. Hai 1403.
214516. Hai một bốn mười hai. Hai một bốn bốn mươi một. Hai một bốn không bảy. Hai một bốn ba mươi chín. Hai một bốn hai mươi chín. Hai một bốn không một. Hai một bốn hai mươi tám. Hai một bốn ba mươi ba. Hai một bốn hai mươi. Hai một bốn mười ba. Hai một bốn hai mươi hai. Hai một bốn bốn mươi ba. Hai một bốn mười lăm. Hai một bốn hai mươi bảy. Hai một bốn bốn mươi bảy. Hai một bốn ba mươi tám. Hai một bốn bốn mươi. Hai một bốn không hai. Hai một bốn năm mươi lăm. Hai một bốn bốn mươi bốn. Hai một bốn mười. Hai một bốn ba mươi bốn. Hai một bốn hai mươi lăm. Hai một bốn hai mươi mốt. Hai một bốn năm mươi. Hai một bốn ba mươi sáu. Hai một bốn ba mươi lăm. Hai một bốn không tám. Hai một bốn mười chín. Hai một bốn bốn mươi tám. Hai một bốn không năm. Hai một bốn bốn mươi chín. Hai một bốn năm mươi bốn. Và hai một bốn bốn mươi hai. Và đây là các mã số.
bốc thăm của các bạn. Mình sẽ đậy hộp vào. Và đảo đều. Mình xin chúc mừng giải ba là mã số 21437. Tiếp tục mình sẽ đảo đều. Mình xin chúc mừng giải thưởng giải 2 là mã số 21407. Mình sẽ tiếp tục đảo đều. Và cuối cùng, giải nhất của chương trình bốc thăm trúng thưởng tháng 5 năm 2021. Mình xin chúc mừng mã số 21451 đã trúng thưởng giải nhất của chương trình bốc thăm trúng thưởng tháng 5 năm 2021. Đặc biệt, các bạn khách hàng có 3 mã số bốc thăm trúng thưởng, trúng cả 3 giải, 3 giải nhì và giải nhất thì shop sẽ tặng thêm một giải nhất cho các bạn đã có 3 mã số trúng thưởng cả 3 giải, giải 3, giải nhì và giải nhất. Đây là chương trình bốc thăm trúng thưởng, sẽ có bạn trúng thưởng và cũng có bạn không trúng thưởng. Các bạn trúng thưởng, mình xin chúc mừng. Và các bạn không trúng thưởng cũng đừng buồn nhé. Mình xin chúc các bạn may mắn trong các chương trình bốc thăm trúng thưởng tiếp theo của bên mình nhé. Các bạn có mã số trúng thưởng, vui lòng liên hệ với bên mình để nhận giải thưởng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các đợt bốc thăm trúng thưởng tiếp theo của bên mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.